Chuột lang nước loài động vật đặc hữu của Nam Mỹ. Chuột lang nước, Hydrocorus hydrocaris, là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng phân bố ở các vùng rừng nhiệt đới và đầm lầy ở Argentina, Bolivia, Brazil, Guyana, Paraguay, Peru, và Suriname. Chúng có thân hình to lớn, dài khoảng 1,2 đến 1,5 mét, và nặng trung bình khoảng 35 đến 66 kg. Chúng có thân hình mập mạp đầu tròn và bộ lông dày. Chuột lang nước thường sống thành bầy đàn, với số lượng cá thể có thể lên tới hàng trăm con, chuột lang nước là loài động vật khá nhút nhát, thường tránh tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, chúng cũng có thể trở nên hung dữ khi bị đe dọa. Chuột lang nước là loài động vật ăn cỏ, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ, lá cây và các loại thực vật thủy sinh. Chuột lang nước thường hoạt động vào ban ngày và thường đi kiếm ăn theo đàn. Chuột lang nước sinh sản một lần một năm. Chuột lang nước cái mang thai khoảng 150 ngày và mỗi lứa thường đẻ từ 2 tháng 7 con. Chuột lang nước con được sinh ra với mở mắt và có thể tự đi lại sau khoảng 3 tuần tuổi. Sự sinh sản nhanh chóng của chuột lang nước có thể tạo ra vấn đề về quản lý dân số trong môi trường chúng sống. Chúng thích ứng với nhiều môi trường sống khác nhau như hồ, ao, sông, bãi cỏ và bãi bồi nước mặn. Chúng là những sinh vật thích nghi có khả năng bơi lặn tốt và xây dựng tổ bằng cỏ và cây cỏ. Chuột lang nước là loài động vật có giá trị kinh tế, thịt của chúng được coi là một món ăn ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra, chuột lang nước cũng được sử dụng để lấy da và lông. Tuy nhiên, không phải loài bản địa ở nhiều nơi, chuột lang nước đôi khi trở thành loài xâm lấn gây nguy hiểm cho các loài địa phương và môi trường. Cần các biện pháp kiểm soát dân số và quản lý môi trường sống là cần thiết để giảm tác động tiêu cực của chúng.